Cảm ơn, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài 5-7-8 IBC. Và một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị và mời quý vị trở lại với chương trình Nhận định thế sự trong tuần này cùng với bình luận gia Lý Đại Nguyên do Cảm ơn phụ trách. Cảm ơn, xin trân trọng kính chào bình luận gia Lý Đại Nguyên và mời ông gửi lời chào đến quý vị khán giả thưa ông. Cảm ơn, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình Nhận định thế sự tuần này chúng tôi bước ngay vào một sự kiện rất là quan trọng đã diễn ra, và chúng ta biết là chúng ta đã nói về sự kiện này trong nhiều tháng trước đây, tức là việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng đến viếng thăm của Hoa Kỳ. Thì kính thưa bình luận gia Lý Đại Nguyên cũng như là quý vị khán giả, thì chúng tôi đã biết theo dõi rất là nhiều từ lúc mà ông Nguyễn Phú Trọng bước tới phi trường Andrew của Mỹ, cũng như có những cái cuộc gặp gỡ của với lại Tổng thống Obama cũng như là một số viên chức khác của Hoa Kỳ. Thì cái điểm mà chúng ta thấy trong cái chuyến đi lần này, trong cái bối cảnh là Việt Nam cũng như là các nước Á Châu phải đang đứng đầu với lại Trung Cộng, thì có một số nguồn tin cho rằng Hoa Kỳ, vì cái quyền lợi của Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ cũng muốn xích lại gần hơn với Việt Nam để mà dùng Việt Nam để đánh Trung Cộng, để kiềm chế Trung Cộng. Thì có phải đây là một cái một chính sách chiến lược của Hoa Kỳ trong lần này không thưa ông? Cái chiến lược Hoa Kỳ đã vạch ra từ thời ông Clinton, tức là cho Việt Nam hưởng quy chế PNTR. Tức là quy chế mà gọi là quốc thương mại bình thường vĩnh viễn. Thì thời đó đó, đáng lẽ thì ông Clinton ông cho Việt Nam hưởng cái quy chế ấy một cách thoải mái trước Trung Cộng một năm, tức là năm 99 đó. Thì ông Clinton ông ngồi bên Tân Tây Lan ông chờ Phan Văn Khải sang để ký. Nhưng mà Phan cái hồi thế đang đi cà phê, Trung Cộng ép đi cà phê không được ký, cho nên không dám ký để Trung Cộng đi trước một năm. Mà đi trước một năm thì bao nhiêu nhà đầu tư cũng thế, nó vào đầu tư Trung Cộng. Chính vì vậy mà Trung Cộng phát triển mạnh, mà Việt Nam mãi 5 năm sau vào được và đã V2, cho nên là châu chậm một nước đục. Đó là cái vấn đề xưa. Tức là Mỹ chuẩn bị vào Việt Nam mà bây giờ không phải chuyển trục, mà 20 năm trước họ đã chuyển về rồi. Tức là năm 99, năm 2000 khi còn Clinton. Thế nhớ vấn đề bây giờ là sau 20 năm trời đó, nhì nhằng mãi. Mà đến năm 2010 nó mới chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ đấy. Và cũng chính bà Clinton đến Hà Nội tuyên bố là chuyển trục về Á Châu. Tức là đặt vấn đề là tự do hàng hải ở Biển Đông. Và đó là quyền lợi của Hoa Kỳ, quyền lợi của Hoa Kỳ. Ta thấy rõ là vấn đề không phải là một ngày một giờ, hay 20 năm mới chuẩn bị. Thế cũng vì vậy mà cho nên rằng khi mà trước khi ông Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ thì ông Clinton sang Mỹ hoặc Việt Nam họp rồi bắt tay nhau để hứa hẹn nhau. Tức là cái đảng Dân Chủ của Clinton thì họ ủng hộ cái việc mà Việt Nam đi với Mỹ và Mỹ đi Việt Nam. Đó là từ xưa đến nay rồi. Thì ta thấy một điều mà đặc biệt ở trong cái chuyến đi này đó, thì ngoài vấn đề họ biết tất cả ký kết gì, họ cũng nói tất cả gì, tiếp đãi sao vì họ biết rồi. Nhưng mà tất cả dư luận đi ngược đi xuôi, nó vì là lý do chống Trung Cộng, vì lý do Mỹ cần nọ kia, nó nói nhiều rồi. Chúng ta tôi về vấn đề văn hóa chính trị, chúng ta nên nhìn một khía cạnh về văn hóa chính trị. Thì ông Obama đón như vậy đó, thì việc đầu tiên mà Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ đốn thì để làm cái gì? Đến tượng đài của ông Jefferson, người cha đẻ ra cái bản hiến pháp và cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là ông Jefferson, người đã viết ra bản pháp và cái tuyên ngôn độc lập đó là Jefferson. Tức là lý thuyết gia của Hoa Kỳ mà Nguyễn Phú Trọng ấy, thì được coi là lý thuyết gia của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không phải bây giờ mà cái khóa thứ 10, thứ 11 thì cái bản gọi là báo cáo chính trị đều Nguyễn Phú Trọng viết hết. Và Nguyễn Phú Trọng thì bây giờ trong đầu họ nghĩ tới là nghĩ đến xã hội chủ nghĩa. Nói ra là nói Mác Lênin. Nói ra là ngay hiến pháp Việt Nam bây giờ cũng phải đề vào cái Mác Lênin trong đó. Không có không chịu được, vì trong đầu hắn có cái sẵn rồi. Nhưng mà tại sao giờ này là Nguyễn Phú Trọng phải sang Mỹ? Chính Nguyễn Phú Trọng có hai cái yếu tố mà phải sang Mỹ. Nguyễn Phú Trọng là lý thuyết gia của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên văn hóa chính trị thì ta thấy rằng anh sang đó, anh sang Mỹ, tức anh đầu hàng với tư bản. Tức là anh đầu hàng với dân chủ tự do. Và anh đến gặp
tượng đài thì gặp ông Jefferson đầu tiên. À, đó là một điều thứ nhất. Vì còn thứ hai, anh nổi tiếng là thân Trung Cộng. Khi Trung Cộng đem giàn khoan vào Biển Đông đó, thì anh ấy không dám lên tiếng. Anh cấm tất cả mọi người không được lên tiếng. Và chỉ thị cho mọi người là chỉ gọi là tàu lạ thôi, chứ không được gọi tên Trung Quốc. Thì rõ ràng là cái hai vấn đề là anh ấy là lý thuyết gia của Đảng Cộng sản Việt Nam, hai là thân Trung Quốc. Vì như vậy anh sang Mỹ bây giờ này, anh kêu gọi Mỹ vào can thiệp vào Biển Đông. À, và thứ nhất, thứ hai là thấy rõ một cái điều chắc chắn khi anh vào xuyên Thái Bình Dương, tức là anh chấp nhận tư bản tư doanh, tức là anh phải bỏ Đảng Cộng sản, bỏ Cộng sản, bỏ chủ nghĩa Cộng sản, trên lý thuyết bỏ chủ nghĩa Cộng sản, tức là phải nói thẳng, nếu chúng ta nói một rõ ràng đó là Cộng sản đầu hàng tư bản. À, một cái vấn đề như là bình luận gia Lý Đại Nguyên có nêu lên thì trong cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Obama cũng như là ông Nguyễn Phú Trọng thì vấn đề TPP tức là Hiệp Đức Xuyên Thái Bình Dương cũng được nêu ra. Thì chúng ta nghe những cái YouTube cũng đã nói lên là ông Obama cũng đặt cái vấn đề nhân quyền trong cái buổi họp với lại trước báo chí đối với là Nguyễn Phú Trọng. Thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng hứa hẹn những cái đường nhân quyền đối với Việt Nam. Thì đây là những lời hứa hẹn suông hay là ông nghĩ là ông Tổng thống Obama cũng biết những điều này nhưng mà vẫn sẽ bật đèn xanh để cho? Bởi vì nó ràng buộc với nhau. Anh muốn vào xuyên Thái Bình Dương, và chúng ta biết rằng khi Quốc hội Hoa Kỳ đó, ngay khi mà ông Trọng vừa bước sang đó, 9 ông dân biểu hai đảng Cộng hòa Dân chủ, 9 dân biểu, 7 thượng nghị sĩ gửi thư cho ông Obama phải nói nhân quyền và vấn đề nhân quyền, tức là tất cả Quốc hội Hoa Kỳ họ đặt vấn đề nhân quyền, họ đặt vấn đề nhân quyền. Nếu bây giờ mà cho Việt Nam vào xuyên Thái Bình Dương mà vấn đề nhân quyền Việt Nam không thi hành thì tất nhiên họ bác cả trọn gói, bác cả cái kế hoạch của xuyên Thái Bình Dương. Đó là vấn đề mà Mỹ không thể nhượng bộ được. Mỹ phải đặt vấn đề như vậy. Và bây giờ Nguyễn Phú Trọng sang như vậy, chúng ta thấy rõ rằng anh đầu hàng chế độ tư bản, rõ ràng cái việc đó nói đi nói chối không được đó rồi. Anh đầu hàng thực sự một lý thuyết gia Cộng sản mà sang Mỹ, không phải là Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ bài diễn văn, từ câu nói chúng ta thấy là rất vững vàng. Nguyễn Phú Trọng nói với ông Obama hai bên nói một tiếng Việt tiếng Mỹ, nhưng mà nói rất vững vàng hơn tất cả những ông lãnh tụ ngày xưa mà sang gặp Hoa Kỳ. Ông vẫn rất vững vàng và đâu ra đó có sự chuẩn bị rất là có sự chuẩn bị đàng hoàng. Bởi vì Đảng Cộng sản, toàn Đảng Cộng sản họ chuẩn bị như vậy, họ buộc là phải đi, vậy giờ này phải đi Mỹ, tức là bỏ chế độ Cộng sản đi Mỹ, và cuối cùng là phải đi Mỹ với Hoa Kỳ để ngăn cái Trung Cộng bành trướng là mà khống chế mình. Đó là vấn đề rõ ràng. Và nhờ cái vấn đề chính mà tại sao giờ phút này đầy giữa phút mà trước khi Nguyễn Trọng sang Mỹ đó, thì có chuyện bốc hơi của Phùng Văn Thanh. Tự nhiên bốc hơi. Bốc hơi một cách người ta không biết đâu cả. Ngay bảo ở đây là vì ở bên Pháp, làm là thương bên Pháp, mà ký giả Pháp họ nhạy bén lắm. Không lùa với họ được. Mà báo chí Pháp không biết tới. Bốc hơi hoàn toàn. Mà chúng ta biết là Phùng Văn Thanh là một người rất là thân với Trung Cộng. Thì hoàn toàn là thân Trung Cộng. Và Phùng Văn Thanh không những thân Trung Cộng của tôi, mà là để kiểm soát Đảng Cộng sản Việt Nam và là chỗ dựa đàng hoàng của Nguyễn Phú Trọng. Khi chỗ tựa rút đi rồi mà cái khống chế, cái là kiểm soát Đảng cũng mất đi rồi, thì Đảng Cộng sản họ mới tập hợp lại. Bây giờ chẳng lẽ đem mà người khác sang để mà đi Mỹ thì rõ ràng là không có gọi là hay bằng một anh chính là lý thuyết gia Cộng sản, một anh chính là thân Trung Cộng phải sang với Mỹ. Như vậy nó có giá trị với có ý nghĩa hơn. Chúng ta thấy vấn đề rõ ràng như vậy. Thì vấn đề Nguyễn Phú Trọng sang nói gì nói, Mỹ cho ngay vấn đề là đánh thuế một lần thôi, tức là nước Việt Nam đánh thuế xuất cảng thì Mỹ không đánh thuế nữa, và Mỹ mà đánh xuất cảng thì xuất nhập cảng Việt Nam đánh nữa, tức đánh thuế một lần.
Tức là khi bán hàng của Mỹ bây giờ chưa vào xuyên Thái Bình Dương, nhưng mà riêng hàng hóa của Việt Nam bán sang Mỹ rẻ hơn tất cả những hàng hóa của nước khác. Vì trên thuế của bọn thật, còn mấy cái anh về thứ hai lần, anh ấy thuế xuất cảng, thuế nhập cảng. Vì chỉ đánh thuế một lần, anh xuất cảng thì anh đánh thuế xuất cảng, ở nước anh thì tôi khỏi thuế nhập cảng. Đó là cái quy chế đó. Và thứ hai là thiết lập cái đại học Fulbright. Thứ ba là thống đốc ngân hàng của Cộng sản Việt Nam cho Citibank lập ngân hàng 100% vốn, tức là không có Việt Nam dính được cả, tức là như ở bang của Mỹ. Rõ ràng Việt Cộng nhượng bộ rất nhiều ở trong vấn đề mà chúng ta thấy, và Mỹ cũng thoải mái để cho Việt Cộng hưởng cái quy chế gây là đánh thuế một lần. Đó là cái chúng ta thấy rằng ngay đầu tiên họ đã cho như vậy rồi. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây để gửi quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ chương trình, và sau đó xin mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Nhận định thế sự ngày hôm nay.